Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với bạn với những cái mẫu xe số của Honda Việt Nam ha. Thì hôm nay clip này với nội dung là sẽ báo giá trong nửa tháng 10, cũng như là những cái màu sắc, những cái phiên bản của những cái dòng xe số đang có mặt tại hết ngày hôm nay. Thì đó là một số mẫu. Thì ở đây Honda Việt Nam thì xe số này là những cái dòng xe mà được đang bán rất là chạy trên thị trường, với giá thành thì cũng vừa phải, không có cao giá lắm. Và thêm cái nữa là màu sắc cực kỳ đa dạng luôn. Ở đây mình có trước mặt các bạn đây là mẫu RSX màu đỏ đen. Thì đối với dòng RSX này, nó là động cơ 110 phân khối, trang bị hệ thống phun xăng điện tử BGM FI luôn nha. Đó, ở đây cái này là màu đỏ phiên bản bánh căm thắng đùm. À, ngoài ra thì nó còn có cái phiên bản bánh mâm thắng đĩa nữa nha. Đây có màu trắng nè. Đó. Giá hôm nay đang dao động giá ở tầm khoảng từ 21 triệu cho đến 26 triệu đối với con RSX này, ở ba phiên bản bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đĩa và bánh mâm. Thì đối với con RSX này thì nó sẽ trang bị hệ thống phun xăng điện tử luôn, chạy tiết kiệm xăng cũng khá là tốt, và động cơ là 110 phân khối. Ở cái mẫu này thì với thiết kế tem là Honda họ làm lại rất là sắc nét và rất là đẹp ha. Dàn áo cứng cáp đó. Thì thêm tiện lợi cái nữa đó là ổ khóa điện này nó được tích hợp là 4 trong 1, như khóa cổ, khóa yên, khóa từ đó, và tắt mở khóa điện. Nó giống như cái con phu chờ vậy đó các bạn đó. Mặt đồng hồ được thay đổi lại giao diện mới luôn, nhìn cũng khá là ấn tượng. Đây, các nút công tắc được trang bị đầy đủ trên xe. Ở những cái dòng xe số này thì hiện tại công tắc đèn họ đã loại bỏ rồi nha, cho nên đèn xe nó sẽ được sáng liên tục luôn đó, nó không có tắt được đèn. Khi nổ máy lên thì đèn xe nó sẽ sáng liên tục. Cái này thì nó sẽ cũng giúp cho các bạn khi mà vận hành ở đường ban đêm hay đường sương mù thì nó sẽ tăng cái khả năng nhận diện đối với những cái xe đối diện mình nha. Đó, 21 cho đến 26 triệu đối với dòng RSX này. Rồi, tiếp theo đó là mẫu Venpha. Venpha mẫu hiện tại thì nó đang ra mắt là cái mẫu 2023 nè các bạn. Tem mới nha. Tem này màu đỏ tem mới nè, màu xanh tem mới. Còn ở đây là hai cái phiên bản là đời trước 2022, như bạn thấy là cái mẫu tem nó là cái nền màu vàng đồng. Thì ở hai cái mẫu xe này hiện tại nó không có khác nhau gì về động cơ hay là dàn áo hết, nó chỉ khác nhau cơ bản là về tem thôi, cho nên giá cả hiện tại nó đang bằng nhau. Bữa nay thì cái con Venpha này nó sẽ có giá là khoảng 18 triệu 500 ngàn thôi. Nó sẽ có các màu sắc như là màu đen nhám á, màu xanh đậm, màu đỏ và màu trắng. Ở đây nè các bạn, là mẫu mới nhất 2023 ha. Đó, màu trắng và cái màu đen nhám ở trong này. Đây là màu đen nhám phiên bản như đặc biệt ha, đen nhám nhìn rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Con Venpha mang trong mình khối động cơ là 110 phân khối, nhưng ở đây Venpha nó chỉ là bình xăng cơ thôi các bạn, nó không có phun xăng điện tử. Thiết kế thì nó gọn nhẹ nè, màu sắc đa dạng, cho nên ở đây thì các bạn sinh viên cũng hay là thích chọn cái mẫu Venpha này, nó gọn nhẹ, dễ di chuyển, đi lại gọn gàng hơn. Cô chú thì cũng thích, nhưng mà đặc biệt cái màu xanh này là mình bán rất là chạy nè, màu xanh đậm á. Đó, 18 triệu rưỡi đối với dòng xe Venpha. Nói về giá cả thì Venpha hiện tại là một dòng xe số mà đang có giá cả thấp nhất và hợp lý nhất đối với người tiêu dùng hiện tại nha. Đó, có đầy đủ các màu luôn. Rồi, song song đó thì có bên con Ray Black. Thì Ray Black này cũng mang trong mình là khối động cơ 110 phân khối luôn, cũng giống như Venpha, nhưng mà được cái là nó sẽ có luôn cái trang bị là bánh mâm, bánh căm thắng đĩa. Còn đối với Venpha thì chỉ có thắng đùm thôi. Về giá cả thì hiện tại Ray Black này nó đang có giá khoảng 19 triệu rưỡi cho đến 21 triệu rưỡi đối với ba phiên bản là bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đĩa và bánh mâm. Đó, ví dụ như anh chị nào có mình đi cái đoạn đường mà hơi sình bùn nhiều thì mình có thể chọn cái bánh mâm này để cho tiện cho việc rửa xe ha. Đó, còn ví dụ như mà muốn cho nó đi đường trường đầm hơn, êm hơn thì cũng là lấy bánh mâm. Nhưng mà được cái là bánh căm thì nó sẽ giảm tốc tốt hơn. Đó, mình đi đường dần thì đi bánh căm nó sẽ đàn hồi tốt hơn so với bánh mâm. Bánh mâm đi nó hơi sốc chút xíu. Màu sắc con Ray Black thì nó đang có là màu đen bóng nè, xanh đen, đỏ đen. Đó, rất là nhiều màu cho quý khách hàng lựa chọn luôn. Rồi thì mấy con xe này bỏ qua bên, tới con xe này đang được rất là nhiều khách hàng tìm kiếm đây, đó là mẫu Future 125 Full LED đó. Thì ở đây hôm nay đang có đầy đủ màu sắc luôn, ở phiên bản tiêu chuẩn đó, nó có màu xanh đen, đỏ đen, còn phiên bản cao cấp nó có màu trắng, màu xanh và màu đỏ.
phiên bản đặc biệt thì có màu đen và màu xanh gieo. Giá hiện tại thì hai cái dòng xe này đang dao động giá ở bánh căm là 34 triệu, bánh mâm là 35 triệu 500 ngàn, còn đối với màu trắng và màu đỏ thì nó khoảng 36,5 triệu cho đến 37 triệu, giá còn thay đổi theo thị trường. Do cái màu trắng này giá cả nó đang cao nhất là tại vì cái mặt hàng nó không còn nhiều và cái lượng hàng bán đi rất là nhiều, rất là được khách hàng lựa chọn ở cái màu trắng đen này nha. Lên quay thái rất là đẹp luôn. Đối với dòng Future thì những tính năng của nó thì được trang bị hệ thống đèn LED, đèn pha là đèn pha LED, ổ khóa là 4-trong-1 như con VRS lúc nãy. Tem xe thì được tem 3D nổi bật lên nhìn rất là đẹp. Đặc biệt cái là dòng xe số mà có cốp xe rộng nhất đó, để được hai cái nón nữa đầu luôn nha, cốp xe rất là rộng đó. Và động cơ thì cha mang trong mình khối động cơ là 125 phân khối và tiết kiệm xăng rất là tốt. Ở đây cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của nó là 1,54 lít trên 100 cây số. Ở đây nó sẽ có nhiều màu để cho các anh em lựa chọn luôn, ví dụ như là mình ở trẻ trung niên thì mình có thể chọn màu trắng nè, hoặc là màu xanh gieo, hoặc là màu đen nhám này cho nó mạnh mẽ và cho nó ngầu cá tính. Ở đây nó có trang bị luôn bánh mâm và bánh căm, tùy theo sở thích của anh em mà lựa chọn nha. Giá cả hôm nay thì đang dao động giá khoảng từ 34,5 triệu cho đến là 37,5 triệu ở tất cả các phiên bản và giá còn thay đổi tùy theo thị trường. Anh em nào có dự định đang tìm hiểu dòng Full và có dự định mua nó thì có thể ghé trực tiếp cửa hàng nơi gần nơi mình ở nhất để lựa chọn cho một cái màu xe và một cái giá ưu đãi nhất nha. Rồi tổng hợp các dòng xe ở đây thì hiện tại trong tháng 10 này đang có chương trình ưu đãi là tất cả các dòng xe số khi các bạn mua xe sẽ được hỗ trợ ngay một hỗ trợ từ 500 cho đến 1 triệu đồng tùy theo dòng xe đối với những dòng xe số này đó, và kèm theo nhờ bộ quà tặng của cửa hàng trị giá khoảng 500.000 đồng. Ngoài ra thì có chương trình hỗ trợ trả góp rất là ưu đãi luôn, đó là khi mà các bạn chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị xe thì có chương trình trả góp với lãi suất rất là ưu đãi. Các bạn chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị xe thì mình có thể lên hồ sơ và nhận xe ngay rất là nhanh chóng, chỉ cần khoảng 20 đến 30 phút thôi, và có chương trình giao cọc vẹt gốc cho anh chị luôn. Ví dụ như anh chị nào có nhu cầu thì mình có thể trả thêm cái số phần trăm của xe khoảng 35 đến 40%, có thể nhận luôn cái cọc vẹt gốc nha. Rồi thì đó là về cái nội dung clip này mình gửi đến các bạn là về giá cả, màu sắc cũng như là các chương trình khuyến mãi, chương trình trả góp trong tháng 10 tại Head Honda Thành Hiếu. Rồi quý khách hàng nào có nhu cầu sử dụng các dòng xe số này cứ ghé trực tiếp Head để nhận một cái giá ưu đãi và cái giá chính xác nhất tại thời điểm mình ghé nha. Và clip sau mình sẽ cập nhật các dòng xe ga để cho các bạn cùng tham khảo. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn các bạn lại clip sau.